Alo, 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 mọi người có nghe rõ không? Alo, alo. Hai đó đi. Ok, thì đối với những anh chị nào mà chúng ta đã xem được cái video từ ngày 11 tháng 14 tháng 1 tới 18 tháng 11 của Tuấn ấy, thì tuần trước ấy Tuấn cũng có nói rõ với mọi người là nếu như những anh chị nào mà chúng ta sell ở cái điểm swing high của khung thời gian D này, tức là mốc 1788 cho tới 1803, và nó cũng là cái mốc số tròn của khung thời gian quýt đúng không? Nó cũng là cái cản số tròn của khung thời gian quýt. Đồng thời ấy, thì nó cũng nằm ở khu vực 50% của cái con sóng hồi này đấy. Cái bay mà chúng Ta sell ở ngày 18 tháng 11 ấy là chúng ta sell ở vùng Fibo 50% của cái con sóng giảm này, và tôi cũng có nói rõ với mọi người ấy, do là cái điểm sell này nó không phải là một cái điểm sell đẹp ở khung thời gian lớn, cho nên là chúng ta sẽ có một cái kế hoạch là sell xuống, nhưng mà chúng ta chỉ ăn có 30 giá thôi. Và mà như mọi người thấy ấy, là tuần trong vòng 2 tuần trước thì vàng nó đã sập tổng cộng là tới 60 giá, có nghĩa là chúng ta ăn 30 giá ấy, thì nó là một cái chiến lược gần như là ăn chắc, gần như là ăn chắc ha. Cho nên là có thể là cái RR của chúng ta nó không có cao trong cái tuần trước, nhưng mà đây là một trong những cái lệnh mà gọi là an toàn nhất có thể dành cho chúng ta rồi. Và cái lợi nhuận 30 giá ấy, thực chất nó cũng không phải là một cái lợi nhuận nhỏ. Và tuần này ấy. thì Tuấn cũng có thông báo cho mọi người là chúng ta chốt cái lệnh buy swing từ cái khu vực là 1620 này, và hiện tại tính lên tới cái thời điểm hiện tại lúc sáng mà Tuấn chốt cái lệnh buy 0705 đó đấy, thì chúng ta có tổng cộng là 152 giá vàng ha, 152 giá vàng. Đây này, sáng có gửi này.
Đây. Đây, mọi người đợi một tí nhé. Đây, sáng đây Mình có chốt một cái lệnh bay vàng ở 1620 và ta nghiệp tính tới lúc sáng là khoảng 150 giá, khoảng 150 giá. đối với những anh Thì chị nằm chúng ta theo dõi những cái lệnh vàng dài hạn của Tuấn ấy, thì những cái kèo này đã rất là quen thuộc với mọi người ha. lý do thì Sẽ mình không có nói lại về lý do tại sao mình bay ở 1720, nhưng mà mình sẽ nói lại cho mọi người nghe để mọi người hiểu về lý do mà tại sao trong vòng 2 tuần trước chúng ta lại sell ở đây. Thứ nhất cái là nó nằm ở vùng Fibo 50% của cái con sóng giảm đây đúng không? Và thứ hai nữa ấy, nó cũng là một cái vùng bay chưa được giảm thiểu. Đây, nó rõ ràng là một cái vùng bay chưa giảm thiểu đúng không? Và nếu như mà mọi người nhìn kỹ hơn một tí, nhìn vào cái cấu trúc nến ấy, thì chúng ta có thể thấy được là ở đây chúng ta có một cái cây building stop này. Mà Binning Stop ấy thì Tuấn nói với mọi người rất là nhiều lần, đó là chúng ta có thể là xem Binning Stop giống như là một cái vùng sideway tích lũy, và khi mà giá nó có cái động thái là nó phá vỡ cái đỉnh của cái Binning Stop này đấy, thì nó tạo ra một cái lực FOMO của phe bay bay lên, và tất nhiên là target của những người bay là target lên trên cái cản ở trên này đúng không, cản ở trên này, và SL của họ ấy, ít nhất ấy là họ phải để bên dưới của cái cây building stop này, dưới cái cây building stop này, hoặc là thậm chí có những người họ để SL ở bên dưới của cả cái đáy này luôn để cho chắc. Nhưng mọi người thấy là thị trường đâu thể nào mà nó cho chúng ta tham gia giao dịch mà lại có lãi một cách nó dễ dàng như vậy, chỉ từ những cái tín hiệu breakout như thế, những cái tín hiệu breakout dễ nhìn như thế này đúng không? Và sau đó mọi người cũng thấy được là giá vàng nó chạm vào cái vùng canh bán của chúng ta và nó giảm hơn 50 giá đó. Và những ai mà theo dõi lệnh của Tuấn ấy thì của chúng ta cũng mất được 30 giá ở cái khu vực này không. Và lý do thứ ba mà tại sao chúng ta lại sell ở đây là tất nhiên là tại vì ở khung thời gian quýt này nó vẫn đang là một cái trend giảm đúng không? Nếu như mà mọi Người nhìn mọi người quá nhìn quá nhiều vào những cái khung thời gian nhỏ như là H4, H1 ấy, H4, H1 dưới H1 thì chúng ta lúc nào cũng thấy là vàng nó đang tăng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển qua khung thời gian nhỏ ấy, thì rõ ràng đây là một cái cấu trúc giảm và vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy là cái cấu trúc giảm này nó sẽ dừng lại nha mọi người. Tại vì hiểu đơn giản thì đây sẽ sẽ là cái swing point, đây sẽ là cái swing high đầu tiên của vàng, và nếu như mà vàng nó muốn tăng lên ở những cái khu vực cao hơn ấy, thì bắt buộc ấy là nó phải phá vỡ, hay là còn chúng ta có cái tín hiệu là sẽ có CH này, thì chỉ cần nó phá lên được cái đỉnh này thì chúng ta sẽ tìm một cái điểm nào đó để mà chúng ta bay lên cái target ở trên này. Đấy. Và khi mà giá nó đi lên tới khu vực này thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta quay về cái kế hoạch ngày 14 tháng 11 và 18 tháng 11 là chúng ta sẽ canh sell ở cái khu vực ở trên này, vùng Fibo 70% của con sóng hồi ha, của con sóng giảm đó. Đấy. Tức là nó sẽ nằm ở cái khu vực là 1851 đây đồ đồ tặng này. Đây, 1851, một tám năm mươi mốt và 1852. tính không Cái bay này, cái vùng sale này tính còn thì lại nó tới tổng là 27 giá lận, tại vì đây là khung quýt mình không tính ra. Nếu như mà ở khung quýt ấy, mà một cái vùng sale như thế này thì nói chung là nó cũng khá là nhỏ chứ nó cũng không có lớn nhiều, như thường hiểu, tại vì những thế cái mà bay ở chung với khung thời lại gian quýt cái thường mọi người thấy tự là nó sẽ chiến lớn hơn như vậy rất là đó. nhiều. Ví dụ như ở trên này thì cái bay này nó tới 50 giá, 51 giá này, cho nên là cái bay bên dưới này của chúng ta ấy, thứ nhất là nó nằm ở vùng gọi Chung Fibo chí 0,7% đó. Không thể 0,7% ở đây đấy đó. Và ở Fibo 0,7 thì chúng ta hiểu được là nó sẽ nằm ở vùng premium đúng không, và vùng premium ấy thì tất nhiên là chúng ta chỉ có canh sale thôi, cho đến khi nào mà
giá nó có thể là nó phá vỡ luôn cả cái đỉnh cao nhất này, cái cái đỉnh cao cao nhất nhất này nha. thì đây mới Là là bắt đầu quay trở lại một cái trend tăng, đây mới lại là quay trở lại một cái trend tăng ở khung thời gian quýt nhé. Còn nếu như mà giá nó vẫn đang nằm ở trong cái biên độ của khung quýt như thế này đấy, thì chúng ta vẫn sẽ có một cái vùng premium discount như thế này đó. Nhưng mà vấn đề chúng ta đang có một cái vấn đề như thế này, đó là thị trường nó chưa xác nhận cho chúng ta đây là đáy. thị trường nó chưa có xác nhận cho chúng Ta ở cái vùng này sẽ là một cái đáy tạm thời, và chúng ta chỉ biết được vùng này nó là đáy khi mà giá nó có một cái râu đâm qua khỏi cái đường màu đen này nha mọi người. Khi mà thị trường nó đẩy một cái râu qua khỏi qua cái chỗ khỏi cái này, chỗ này, không không cần cần phải phải là một cái pha đóng đến trên nha, thì chúng ta vẫn có thể xác nhận được ở đây sẽ là một cái đỉnh tạm thời đấy. Và khi đó thì chúng ta lại càng tự tin để mà chúng ta có thể tìm điểm mà chúng ta buy lên đó, chúng ta sẽ đánh ngược trend luôn. Còn khi mà giá tiếp cận với những cái bay 1850 này thì chúng ta sẽ chờ confirm để mà chúng ta sell xuống đấy, sẽ như thế này. đấy. Nhưng mà mọi người Chú ý nhé, tại vì ngay phía trên của nó này, ngay phía trên của nó cũng là một cái vùng supply chưa được retest, và nó cũng nằm ở bên trong cái vùng premium của mình này, cái vùng premium đấy. Cho nên là đối với Tuấn ấy, thì trong tuần này tại vì tuần này thì cũng có rất là nhiều những cái tin tức mạnh như là non-farm hay là IDP, cho nên là Tuấn sẽ mong chờ vào cái việc là nó sẽ tăng lên tiếp cái khu vực này, tăng lên tiếp cái khu vực vào 1850 này để mà Tuấn tìm một cái cơ hội để mà sell xuống. Và tất nhiên là target mỗi cái lệnh sale này thì sẽ có khoảng là bao nhiêu giá, như là cái kế hoạch ngày 14 tháng 11 và 18 tháng 11 của chúng ta nhé. Đấy, mọi người cứ, nếu mà chúng ta đánh theo những cái khung thời gian lớn ấy, thì tốt nhất là mọi người đừng hy vọng là nó sẽ đảo chiều một cái cách và quá nhanh, tại vì đó sẽ là những cái nhịp tăng và Alo, chị giảm Thảo không hả? được củng cố. Và thường những cái lệnh như Chị Thảo vậy chị nó chỉ đang là lệnh làm em FOMO Tâm thôi, Duy chứ có gọi chỉ điện là từ lệnh bên FOMO thôi, cho nên là chúng ta sẽ làm chờ vậy một cái được cơ hội rõ ràng không thôi. biết dạy là mình Đấy, khó thì đó là cái kế hoạch dạ dài em hạn cũng định trong nghỉ khu cuối quýt nha á. chị ạ Còn khi mà chúng ta chuyển xuống những dạ cái khung thời chị chào gian em nhỏ hơn ấy, thì chúng ta sẽ có những cái khu vực mà chúng ta có thể là canh, chúng ta file lên được. Ví dụ như ở đây, như tuần trước ấy, như những cái tuần tuần trước trước Tống có nói với mọi người là nó sẽ chạm vào một cái vùng demand flip ở đây đúng không? đây một cái vùng demand Flip flip. ở đây, và cái vùng demand này nó được tạo ra khi mà cái vùng cung cầu ở trên này này, ở ngay đoạn này nó bị phá vỡ và nó để lại cái demand flip này ở đây cho chúng ta, và nó còn nằm ở khu vực nữa. Vậy thì cái lực pullback này, cái lực ngược hướng này của thị trường ấy, có thể là nó đi lên cả cái vùng premium ở trên này, tức là nó sẽ nằm đâu đó ở cái khoảng khu vực là 1852 này, 52 và thậm chí là cao hơn nữa là Sáng ngày 19 nhiều lấy lại không nhiều. 1940. Ở thời điểm hiện tại ấy, thì chắc là chưa có group nào nhận định là vàng nó sẽ lên ở những cái khu vực ở trên này đâu. Nhưng mà chỉ cần ấy, là giá nó phá qua được cả cái vùng này thôi. Chỉ Chỉ cần cần giá nó phá qua được cái vùng này là đồng loạt tất cả các group là thế nào cũng bắt đầu chuyển qua sell. Nhưng mà mọi người chú ý, như Tuấn đã nói, giá nó nằm trong kênh giảm thì nó giảm, chứ giá nó vẫn đang nằm ở trong kênh giảm mà chúng ta cứ liên tục nói nó tăng thì như vậy là nó Alo anh Hùng hả? như vậy thì nó lại không có đúng. Ok Dạ không? anh Hùng em tâm Rồi duy lại thì nha, chúng chút ta bây giờ lại em vào vào khu khung vực thời hộp gian tăng D video đang chứ có đi. Khung thời chắc gian lắm D không biết giờ này anh có đi. trả lời về đầu tư vàng hay là đầu tư trái Đây, phiếu ở không khung anh? thời gian D thì thứ nhất này, Dạ giá à, nó đợt đợt tạo trước là mô sao hình gì ba đỉnh, tạo mô hình ba à, đỉnh đợt nó trước đây, là ba sao đáy gì của đây em á và là nó đi cũng lên. đầu tư mà là Sau đó thì thị cũng trường nó đang có một cái phát có những cái đoạn VOS ở mà đây cũng này, tốt á, đợt trước là đầu tư lên sàn này không? thì cái nhịp này ấy, Đó nó là cái nhịp xác định rằng dạ lâu chưa anh khung quýt lâu ấy, chưa nó anh sẽ bắt lâu đầu chưa một anh cái Hùng nhịp sóng hồi. Thì bắt đầu khi mà à giá chị Thảo nó là phá qua được cái đỉnh của khung D này, thì tất cả những cái lệnh sale của chúng ta ấy, về căn bản sẽ chị là đi cái vào lệnh cuối năm sale rồi thì thuận ai hướng. cũng
Nhưng mà vấn đề ấy là những cái vùng sale này thì chúng ta nó không nằm ở cái vùng cực trị của Quýt hoặc là những cái vùng premium của Quýt. Cho nên là như Tuấn đã nói là chúng ta sẽ không có đặt cái target nó quá cao. Như là chúng ta sale ở đây chúng ta đòi giá nó quay trở về cả cái khu vực tốt tận ở dưới này ấy. Thì có nghĩa là cái này là mọi người đang mong muốn là nó đi xuống thôi. Còn thị trường ấy nó không có nói như vậy. Thị trường nó đang cho chúng ta một cái cấu trúc tăng ở khung thời gian D này. Và nếu như mà những ai mà chúng ta tin tưởng vào cái kế hoạch gọi là cái xu hướng dài hạn của đội bay ấy, thì chúng ta sẽ có hai vùng mà chúng ta can bay được. Thứ nhất là vùng 1722 ở đây. 1722 thì Tuấn không có vẽ, không có đề nghị cho mọi người. Tại vì thứ nhất là nó nằm ở trên vùng FIBO 50% và nó nằm ở bên trên của cái vùng discount, tức là vùng căn mua của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có một cái vùng buy, một cái vùng căn buy nằm ở khu vực FIBO 0.7 ở đây này, tức là nằm ở khoảng 1668. Thì đây mới là cái điểm buy đẹp dành cho đội buy thôi. Còn trước cái giờ ấy là chúng ta buy ở những cái khu vực như thế này, thì thực chất ấy, cái lực buy này là lực buy FOMO nha. Lực buy này nó chỉ là một lực buy FOMO thôi. Đó. Tại vì nó chưa có chạm vào những cái khu vực gọi là khu vực tạo ra lực phá vỡ ở đây. Đấy, nó chưa chạm vào cả cái vùng demand, cái vùng demand của FIBO 50% mà nó đã tăng rồi. Vậy thì theo Tuấn ấy, nếu như trong tuần này mà nó có thể là nó phá vỡ được cái chỗ này, nó phá cái này đi. Đấy, nếu như mà thị trường ấy nó có thể tạo ra một cái cây nến mà đâm thẳng qua cả cái khu vực này nha, đâm thẳng qua cả cái đỉnh này, vậy thì chúng ta có thể là tính ấy, đây từ đây cho tới đến khi nào mà giá nó tạo ra một cái phá đáy ấy, thì nó vẫn là một cái con sóng thôi. Vậy thì có nghĩa là từ khu vực 1616 tăng lên tới khu vực hiện tại là 1780 thì nó vẫn là một cái con sóng tăng thôi mọi người. Nó vẫn đang là một con sóng tăng đi lên thôi, chứ chưa hề có một nhịp hồi nào hết. Chưa hề có một nhịp gọi là nhịp sell nào hết. Đấy, cho nên là mọi người cũng chú ý những cái điểm này khi mà chúng ta tham gia giao dịch. Đấy, rồi tôi sẽ đánh dấu lại cái điểm này cho mọi người. 1677 này. Và đây là vùng buy của khung D nha. Đây là vùng buy của khung D mọi người. Rồi. Thì đây là khung D. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được điểm buy ở khung D và những cái khung thời gian nhỏ hơn. Những khung thời gian nhỏ hơn, tại vì đây vẫn đang là một lực đi lên đúng không? Và chúng ta chuyển vào khung thời gian nhỏ hơn 4 giờ. Ở thời điểm hiện tại thì những cái lệnh swing ấy, những cái lệnh dài hạn thì nó sẽ không có xuất hiện nhiều như ngày như cái thời gian trước nữa, tại vì thị trường nó quá là biến động đi, mọi người cũng thấy mà đúng không? Vàng ở thời điểm hiện tại nó đi mặc dù gọi là không khó đi, nhưng mà đó đối với những cái anh chị mà chúng ta đánh ở khung thời gian lớn ấy, thì chúng ta sẽ nhìn rõ được cái xu hướng của nó. Nhưng mà còn những ai mà chúng ta chỉ nhìn vào những cái khung thời gian nhỏ ấy, chúng ta đánh scalping ở trong ngày ấy, chúng ta chỉ nhìn ở những cái khung 1 giờ và M30, M15 trở xuống thì chúng ta sẽ rất là dễ bị nhiễu cái thông tin. Đấy, như cái khu vực này. Như cái khu vực này. Đấy. Nhìn ở khung thời gian lớn ấy. Nhìn ở khung thời gian lớn ấy. Thì rõ ràng đây là một cái phiên sideways đúng không? Đây là một cái phiên sideways này. Giá nó phá đáy. Đấy, nhưng mà nó không có retest vào cái demand ở bên dưới này. Nhưng mà sau đó ấy, nó lại tạo ra một cái chốc ở đây. Đấy, vậy thì chúng ta có được cái biên sideways. Một cái biên sideways từ khu vực 1784 cho đến 1727. Và cái biên sideways này ấy, hiện tại giá đang là 60 giá. Một cái biên sideways khá là rộng thôi. Vậy thì đối với những anh chị nào mà chúng ta thích gọi là scalping ở trong ngày ấy, thì chúng ta sẽ cần phải chú ý cái khu vực này, cái supply này. Đấy, cái supply này.
nó đã test rồi, mặc dù là cái supply này nó đã được test rồi, nhưng mà như Tuấn đã truyền đạt kiến thức cho mọi người thời gian trước ấy, thì đối với những cái vùng bay mà nó chưa được retest 50%, đấy, chưa được retest 50% mà nó giá nó đã giảm như thế này, thì chúng ta sẽ đánh giá nó chỉ là một cái lực sell FOMO thôi, gọi hay còn gọi là một cái lực sell chủ động ấy, tức là mọi người chủ động nhảy vào đây sell, còn thị trường nó không có tạo đủ lực để nó đi lên, nó gom hết cái đống này ở khu vực này, đúng không? Thị trường nó không đủ sức để mà nó đẩy giá lên đây, nó gom tất cả những cái limit của cái khu vực ở trong này đấy, cho nên là ở những cái khu vực như thế này chắc chắn là sẽ còn tồn động một cái lượng limit rất là lớn ở đây, và đặc biệt thì nó lại là nằm ở khung D nữa, cho nên là cái khối lượng mà mọi người đặt ở khu vực này nó rất là lớn, và chắc chắn là thị trường nó không thể nào mà để cho những cái lệnh nó nằm yên, đúng không? Giá nó muốn đi lên ấy, cá mập nó muốn đẩy giá tăng lên thì nó sẽ cần có những cái lệnh sell limit ở đây, cho nên là giá nó sẽ điều khiển giá tạo ra những cái nhịp giảm như thế này để mà kéo những cái người bị biết lệnh ở trên này vào FOMO ở đây, đấy. FOMO ở đây thì sao? FOMO ở đây thì tất nhiên là SL của họ thì để ở trên khu vực 1811 này, đúng không? Và chắc chắn ấy là Tuấn sẽ mong chờ vào một cái gì như thế này, đó là giá nó sẽ tăng lên một tí. Hello chị Giang. Hello. Mình sẽ mong chờ vào cái việc là giá nó sẽ đi lên trên cái khu vực này để nó gom những cái lệnh limit, đi sell limit đấy, đấy, những cái lệnh sell limit, và nó sẽ có hai trường hợp tiếp theo, đó là giá nó từ đây nó đâm thẳng xuống luôn, đấy, có nghĩa là nó đã lấy đủ rồi thì ok nó sẽ đi xuống, nhưng mà theo Tuấn ấy thì nó sẽ có một cái trường hợp gọi là không tốt lắm, tức là đây là bay của 50% Fibo, đúng không, thì giá nó sẽ đi như thế này, đó. Nó cũng tạo ra những cái tín hiệu cho chúng ta để chúng ta vào sell, nhưng mà sau đó là giá nó sẽ bắn lên. Vậy thì trong tuần này và hai tuần tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ có cái kế hoạch là chúng ta canh buy ở buy dài hạn ở cái khu vực là 1677 này. Mọi người đừng có nhìn những cái khu vực này mà tưởng là nó không về được nhé. Đôi khi là chỉ cần 1 tiếng 2 tiếng thôi là nó đã về tới nơi rồi đấy. Đấy. Chúng ta chạy theo cái phương pháp SMC của Tuấn ấy, thì chúng ta có thể thấy được những cái trường hợp đó nó rất là nhiều, đúng không? Những cái vùng buy sell cho lúc sáng cứ nghĩ là 2-3 ngày sau nó mới về, nhưng mà nhiều khi tới chiều tới tối là nó về cũng tới nơi rồi đó. Cho nên là chúng ta cũng đừng có mà gọi là chủ quan mà chúng ta vào limit mà chúng ta không để SL nha đó. Để tránh những cái trường hợp đáng tiếc thì chúng ta nên tuân thủ cái luật giao dịch của chúng ta đó. Và đây đó thì đó là cái kế hoạch, đó là cái trừ hai cái trường hợp mà Tuấn vừa mới nói, đúng không? Thì chúng ta sẽ xử lý cái tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý cái khu vực sideway này, xử lý cái khu vực sideway này nha mọi người. Đây là cái biên sideway 60 giá nha. Chúng ta sẽ bắt đầu vào những cái khung gian nhỏ hơn này. Thì nhìn ở 4 giờ ấy. Chúng ta có một cái phá đáy ở đây, đúng không? Chúng ta có một cái gì phá đáy ở đây. Đây, phá đáy. Nhưng mà sau đó thị trường nó lại tiếp tục nó tăng lên và nó phá vỡ luôn cả cái vùng supply control đây, đúng không? Cái vùng supply control này. Đấy, đây là cái khu vực tạo ra cái nhịp phá vỡ ở này, nó bị ở đây. Vậy thì cái vùng sell này tuần trước chúng ta cũng có bắt một phát ở 63, à không, mới ngày hôm qua chứ. Mới ngày hôm qua chúng ta bắt một phát ở đây. Đây đây này. Mà cái lệnh này là cũng gửi cho mọi người là chắc cũng tầm 4 ngày đến đây nè. Sell ở khu vực 63 và target của chúng ta là về lại cái khu vực 53. Tạm thời hôm qua tôi có nói cho mọi người trong nhóm, chúng ta sell đây, chúng ta target trước về cái 53 đi.
mặc dù là tối ngày hôm qua vàng nó về tới tận là khoảng 44, 43 ấy, nhưng mà mọi người có thể thấy được là nếu mà chúng ta tai vịt, chúng ta đặt tai vịt quá cao ở trong một cái pin sideways ấy, thì đôi khi là chúng ta bị lỗ ngược đúng không? Đấy, cho nên là cái việc xác định được cấu trúc của thị trường nó sẽ giúp cho chúng ta biết được cái điểm SL với lại là cái điểm TP tối đa của chúng ta nó sẽ nằm ở đâu. Và cái việc này ấy, nó cũng là một phần trong cái cách quản trị vốn nha mọi người. Không phải có mỗi cái việc là mọi người quản lý rủi ro mỗi lần mọi người vào là như vậy là quản lý rủi ro, nó sẽ cần một số cái thông tin nữa, một số những cái điều nữa. Rồi vậy thì trong cái đi sideways này trước Trước mắt mắt ấy, là chúng ta sẽ có hai vùng buy vùng sell đúng không, một vùng buy và một vùng sell đấy. Thì trước trước mắt mắt ấy là Tuấn đang chú ý vào cái khu vực là đây khu vực 1784, 1784 và để cho cái sell nha, cho cái sell đấy, đánh dấu lại trước. và Vùng thứ hai, vùng thứ hai là cái râu nến này, tại sao lại là cái râu nến này? mà không phải là cái cây nến ở bên dưới đây đúng không, Tại sao lại là cái râu nến này mà mà lại không phải là ở đây. Thì lý do cũng khá là đơn giản thôi, cái cái nhịp nhịp tăng này là nó đang tạo ra một cái order flow nó tăng lên, nó tạo ra một cái order flow nó tăng lên đúng không, và cái nhịp giảm này cái nhịp giảm này nó đã thất bại trong cái việc là tạo ra một cái đáy thấp hơn ở ngay dưới này đấy, đáy thấp hơn ngay dưới này. Nhưng mà trong cái quá trình mà nó giảm xuống như vậy ấy, thì nó cũng có xử lý thanh khoản ở đây đúng không, đây xử lý thanh khoản ở khoản đây, và giá nó đi lên, giá nó phá đỉnh giá nó phá phá đỉnh. Vậy thì trước mắt cái là chúng ta có đây một thông tin ở đây, đây là một cái chốc đúng không, đây là một cái dấu hiệu đảo chiều. Khi mà giá nó quay trở về và nó phá được cái đỉnh 63 này đó, thì Tuấn cũng có nói cho mọi người ấy, là chúng ta không thể nào mà đặt cái target về lại cái khu vực ở bên dưới này được, ở bên dưới này này đấy, đấy, 1671 1671 này, chúng ta không thể nào mà đặt cái target sell về đây được nữa đó. Tại vì bây giờ bắt đầu là phe buy nó nhảy vào để mà nó chiếm lại quyền kiểm soát rồi đấy, đấy cho nên là bây giờ là tạm thời những ngày đầu tiên sau khi mà Tuấn ra cái video này thì chúng ta sẽ canh buy, chúng ta sẽ canh buy. Rồi buy thì buy ở đây vùng một một bảy năm mươi mốt, vùng 1751 nha, 1753 cho tới 1744. Cái pin này thì L của nó khoảng là 8 giá, cho nên là Tuấn nghĩ là mọi người nên dùng 50% thôi. Mặc mặc dù là cái râu này chúng chúng ta ta chọn cái chọn râu này để mà chúng ta giao dịch đấy là đã bóp cái SL rồi, đấy cái việc mà chúng ta dùng cái cái bay cái râu này để mà chúng ta giao dịch đấy là chúng ta đã hạn chế được cái SL của mình nó xa quá rồi đấy. Nhưng mà chúng ta đối với những cái râu mà dài như thế này thì thường là cũng sẽ sử dụng 50% thôi, 50% nhé. Còn nếu mà không khớp thì chúng ta chờ nó phá đỉnh để mà chúng ta bay thêm thôi. Rồi và để ý thêm một tí nữa cái khu vực sale, để ý thêm một tí nữa ở cái khu vực sale sale. không, thì cái khu vực sale này theo Tuấn thấy, theo Theo Tuấn Tuấn thấy thấy nhé, bảy sáu thì không nó lý không phải là một cái đỉnh đẹp, không phải là một cái đỉnh tốt. Mặc dù là chúng ta sale ở trên này thì chúng ta ăn rồi, phát lại rồi chúng ta ăn rồi, chúng ta đúng, nhưng mà mình vẫn đánh giá đây không phải là một cái đỉnh đẹp, tại vì nó toàn là râu thôi, nó nó chỉ chỉ là là đâu râu thôi. Mà đối với cái phương pháp của chúng ta thì mọi người cũng biết rồi đúng không, những cái râu như thế này thì đơn giản nó chỉ là một cái mức một cái mốc EOA thôi, tức là một cái vùng chứa những cái SL của phe sale rất là nhiều ở trên này và ở trên này đấy. Cho nên là Tuấn sẽ có một cái kế hoạch như thế này, đó là chờ giá phá qua phá mốc liquid này ha, sau đó giá nó quay trở về. Và đối với anh chị nào mà chúng ta từng tìm hiểu về reaction ấy, thì đây sẽ là cái thế đánh đánh fail rất cao. gọi là phá vỡ giả nha mọi người. Đấy, như thế này Đây là đúng đỉnh. không, đây là đỉnh, đây là nơi kết nến này, Đây là nơi kết kết nến. nến. Nhưng mà đây không phải là một cái pha SH nha, Nha.
đấy không phải là một pha SH đâu đó. Cho nên là giá nó sẽ có cái xu hướng là nó phá luôn cả cái đỉnh này nha mọi người. Mọi người chú ý cái khu vực này, đừng sell, cố gắng sell ở đây nhé. Rồi Rồi. chúng ta sẽ có một cái kế hoạch, đó là giá nó đi lên như thế này, nó phá vỡ qua cả ba cái mốc liquid này đấy, và sau đó nó cắm xuống. Vậy thì nếu Nếu như mà giá ở khung khoảng là khung M15 cho đến khung 1 giờ ấy, sau khi nó phá lên như thế này, sau khi nó phá lên mà nó lại quay trở về, nó đóng nến bên dưới của cái đường này nhé, thì ok chúng ta sẽ bắt đầu set up cái lệnh sell, và chúng ta sell xuống cái khu vực ở bên dưới này, sell xuống khu vực ở bên dưới này. Ok, đại này mọi người hình dung được hết đúng không? Có có ai chưa chưa hiểu về cái kế hoạch này không? cái kế hoạch này thì Chúng ta cũng có một phát sale tương tự như vậy này. đâu để tìm lại em này để xem này. Được nhé, để tìm lại cho mọi người cái Cái setup đó để mà mọi người dễ hình dung hơn, tại vì đợt trước tại vì mấy ngày trước ấy, thì chúng ta cũng theo cái thế đánh đó mà chúng ta đã ăn ăn rất là đậm ở cái khu vực sale hơn, cho nên là ở những cái giai đoạn mà thị trường nó đi ngang như thế này ấy, những cái giai đoạn mà thị trường nó đi ngang như thế này thì tốt nhất ấy là chúng ta nên chờ những cái nhịp phá vỡ giả để mà chúng ta đánh theo, thì cái RR của chúng ta thực sự nó rất là cao, nhưng mà quan trọng là mọi người phải kiên nhẫn chờ đợi một tí thôi. đây này đây kéo luôn một tí nữa, kéo luôn một tí nữa thì thấy đây này đấy. Ở đây tôi muốn nói vẽ như thế này là cũng rất là rõ ràng cho mọi người rồi đúng không? Thì đây là cái đỉnh của khung thời gian quýt này, nhưng mà nó cũng đóng vai trò là một cái đỉnh hiếu, cho nên là tôi muốn đánh giá nó là một cái mốc liquid, và liquid thì nó sẽ có xu hướng là nó tăng lên để mà nó quét đúng không? Đấy thì đây này, cái mũi tên này tôi cũng có thể hiện rất là rõ cho mọi người, nếu như mà giá nó đóng, nó phá lên được cái mốc 1761 này, nhưng mà sau đó giá nó quay trở về đóng dưới lại cái vùng này, thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sell xuống cái khu vực 44 đúng không? Sell xuống khu vực 44 và mọi người thấy là chúng ta ăn trọn cả cái con sóng này đúng không? Ăn hoàn Toàn cả trọn cả cái con sóng này từ vùng 1761 đi xuống 44 luôn, xuống 44 luôn, tức là hơn hai cái giá. Đó. mọi người có thể thấy được là nhịp Ở những cái nhịp fake out như vậy thì nó sẽ đi rất 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 là mạnh luôn, cho nên là kế hoạch trong ngắn hạn tiếp theo của tôi sẽ là chờ cái giá nó phá qua những cái nhịp, những cái vùng như thế này, phá qua những cái vùng như thế này, và mọi người chú ý nha, có thể là nó sẽ phá qua cái đỉnh này nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ uptrend nha, không có nghĩa là nó sẽ uptrend, tại vì nó vẫn đang nằm ở trong cái bay sale đúng không? Đó, vậy thì có thể có thể là nó là sẽ nó tạo sẽ ra một tạo cái ra nhịp một cái phá nhịp vỡ như phá vỡ như thế thế này, này không nó số nó tăng tăng lên, lên nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái cái bay bay giả giả đúng không? đúng Đấy, nó sẽ không? tạo ra một cái hiệu ứng FOMO cho mọi người, đó là nó phá đỉnh rồi nhảy vào vai lên đó, thì sau đó nó tăng xuống và chúng ta không biết được là nó sẽ tăng tới bao Tăng nhiêu tới đúng bao không? nhiêu Cho nên là chúng ta sẽ kỳ vọng nếu như mà nó có giảm giảm ấy, nó sẽ giảm về đây trước rồi. Thì đó là cái cách cách xử xử lý lý của của mình mình ở trong trong cái cái đi đi sideway này nha, sideway trong cái đi sideway này. Còn những anh chị nào mà Chúng ta chưa có ở trong rất đưa lệnh, hoặc là chúng ta chưa có một cái nền tảng để đánh những cái những thế cái đánh thế như như vậy vậy ấy, thì mọi người có mọi thể người có là thể cập là cập nhật ở nhật ở trên trên nhóm, thì mình sẽ liên tục là cập nhật cho mọi người để mà mọi người đánh theo để mọi người kiếm lợi nhuận. Còn những cái câu hỏi nào mà mọi người muốn đặt cho mình thì mọi người cứ đặt ở trên nhóm luôn nhé.
là đặt qua bên kênh Zalo nha. Trong tuần này thì mọi người cũng có thể là canh ba dầu luôn nha, canh ba dầu. Canh ba dầu. Tại vì ở khung thời gian D, nó đã chạm vào cái demand flip rồi, nó đã chạm vào cái demand flip ở ngay chỗ này. Chạm vào cái demand flip ở đây. Và nó có cái động thái fake out đây, nó có cái động thái fake out đây không? Đấy. Rồi. Thì để chắc ăn, để chắc ăn cho một cái lệnh buy thì tuần này chúng ta sẽ chờ cho nó phá qua được cả cái đỉnh 82 185 này, 82 185 thì ok, bắt đầu ở khung D nó mới có tín hiệu đảo chiều một cách chính thức nha mọi người. Đấy. Còn cái lệnh buy dầu ở tuốt bên dưới này của chị Nhung ấy, của chị Nhung ở 73-74 ấy, thì mình đánh giá thì nó thực sự là một cái lệnh buy rất là may mắn, rất là may mắn nha, chứ không có lý do gì để mà chúng ta nhảy và chúng ta buy chỗ này đâu nha mọi người. Chị Nhung buy là tại vì chị Nhung thấy một cái kênh song song ở đây, kênh song song ở đây và chị Nhung kỳ vọng là giá nó sẽ có cái động thái là nó phá lên cái pin này. Nhưng mà lúc mà chị Nhung vào ấy nó mới có ở đây thôi. Đấy. Mới có ở đây thôi này. Mà chị Nhung nhảy qua, chị Nhung bay lên tới tận đây luôn. Rất là ghê đúng không? Rất là hay. Công nhận là cái lệnh bay dầu đó của chị Nhung là xuất sắc. Nhưng mà mọi người cũng chú ý á, tại vì buy bên dưới này thì SL là ngay dưới đây đúng không? Nó chỉ có khoảng là một giá dầu thôi, vì khoảng là 100 pip. Nhưng mà nếu như mà giá nó đi lên ở những cái chỗ này mà mọi người nhảy vào buy ấy, thì có nghĩa là chúng ta đang buy rất là rủi ro, và SL của chúng ta thì nó tận ở bên dưới này 400 pip thì đâu có ai muốn đánh cái kèo như vậy đâu đúng không? Đâu có ai muốn đánh cái kèo mà rủi ro nó lớn như vậy đâu. Đó. Cho nên là để mà có cái tín hiệu nhảy để mà tốt, để mà chúng ta nhảy vào, chúng ta bay lên thì tốt nhất là chờ cho giá nó phá vào cái đường này đi. Sau đó chúng ta sẽ bay lên. Bay lên thì bay lên đâu? Bay lên target là cái supply ở supply cực trị của khung thời gian D. Đấy, khung thời gian D. Và nó cũng là cái vùng kiểm soát luôn. Đây. Nó đang là cái vùng kiểm soát nha mọi người. Nó đang giữ cho dầu trong cái chen giảm, cho nên nó sẽ là một cái vùng supply control ngay chỗ này đó. Và để mà giá nó phá vỡ, nó tăng trở lại, nó bắt đầu trở về cái nhịp tăng dài hạn của nó, thì nó phải phá qua được cái supply này. Trước mắt là như vậy đi, trước mắt phải phá được cái chỗ này thì mới mong nó tăng được. Còn bây giờ chúng ta đang đánh những cái nhịp ngắn thôi. Target cho chúng ta ở đây nhé. Ok. Thế nếu mà buy ở đây, buy ở đây thì target ở trên này. Và nếu như mà nó phá vỡ được cái đỉnh này thì chúng ta chờ những cái khu vực ở bên dưới này. Đấy, chúng ta buy lên. Buy lên cái vùng supply ở trên vùng premium này. Ok. Thì đó là cái mặt cho con dầu đó. Cái mặt cho con dầu. Còn mọi người có muốn phân tích về cái cặp tiền không? Chị Nguyễn, bạn Nguyễn Minh Phương, bạn có thể nhắn tin qua bên Zalo cá nhân của mình để mình hẹn nhớ nhé. Để mình có gửi cho mọi người cái số điện thoại cá nhân của mình đấy. Anh chị nào mà muốn liên lạc hoặc là nói chuyện trao đổi về công việc thì mình có thể liên lạc trực tiếp với số này nha, tại vì đây là số cá nhân của Tuấn. Ok. Mọi người có muốn phân tích cặp nào cho tuần này Tuấn không? EU này. EU thì cũng như là hiện tại là nó cũng đang đi ở trong cái biên sideways như thế này thôi đúng không? Biên sideways như thế này. Và tại đây tôi mới vẽ sẵn cho mọi người một cái vùng buy bên dưới này. Vùng buy bên dưới này. Mà chú ý nhé. Chú ý một tí là tại vì
ở đây nó đã xác nhận là là một một đỉnh đỉnh rồi, rồi. Ở đây nó có một cái chốc Và và nó đã đã xác xác nhận nhận được được đây đây là là một một cái cái đỉnh, đỉnh, nhưng nhưng mà mà sau sau đó đó thì thì trường trường nó nó quay quay trở trở về, về, để nó phá tiếp phá cái tiếp đỉnh cái này, đỉnh đấy này, không? đấy không? Chọc tiếp Chọc cái tiếp đỉnh cái đỉnh này này thì vậy vậy thì thì khả khả năng năng ấy ấy là là giá giá nó nó tiếp tiếp tục tục nó nó đi đi lên lên đấy, đấy, giá giá nó nó tiếp tiếp tục tục đi đi lên lên, đấy, cho cho nên nên là là nếu nếu mà mà được được nhá nhá thì thì bay đây ta ta ghẹt ghẹt lên lên lại lại đỉnh đỉnh cũ cũ của của ngay ngay chỗ chỗ này. này. Ui cũng 300 bíp đấy mọi người ạ, à. Không Không ngắn ngắn đâu, đâu, không ngắn đâu nhé. 300 300 bíp bíp đấy. đấy. Rồi. Rồi, ok. Thì Đó đó là là cái cái nhận nhận định định của của Tuấn Tuấn về về vàng vàng trong trong cái cái giai giai đoạn đoạn tiếp tiếp theo theo của của chúng chúng ta. ta. Những Những anh anh chị chị nào nào mà mà chúng chúng ta ta chưa chưa có có theo theo dõi dõi được được cái cái video video này 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 thì thì chúng chúng ta ta tốt tốt nhất nhất là là nên nên vào vào lại lại một một lần lần nữa nữa để để mà mà xem. xem. Tại Tại vì vì cái cái kế kế hoạch hoạch đấy đấy thì thì qua qua những những cái cái video video mới mới Tuấn Tuấn sẽ sẽ không không có có nhắc nhắc lại lại quá quá kỹ kỹ về về cái cái kế kế hoạch hoạch giao giao dịch dịch ở ở những những cái cái video video cũ cũ nữa, nữa, mà mà Tuấn Tuấn sẽ sẽ tiếp tiếp tục tục update update cái cái kế kế hoạch hoạch mới mới liên liên tục tục cho cho mọi mọi người. người. Cho Cho nên nên là là những những ai ai mà mà chúng chúng ta ta bỏ bỏ lỡ lỡ một một cái cái video video như như thế thế này này ấy, ấy, thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ không không hiểu hiểu được được những những cái cái video video tiếp tiếp theo theo là là chúng chúng ta ta nên nên làm làm cái cái gì gì và và tại tại sao sao chúng chúng ta ta làm làm như như vậy vậy đấy, đấy, tại tại sao sao chúng chúng ta ta làm làm như như vậy. vậy. Rồi, Rồi, ok. ok. Thì nếu như mà mọi người không Không có có câu câu hỏi hỏi nào nào nữa nữa thì thì mình mình sẽ sẽ kết kết thúc thúc cái cái buổi buổi live live ngày ngày hôm hôm nay nay nhé. nhé. Hôm Hôm nay nay chỉ chỉ nay nay gọi gọi là là chỉ chỉ là là live live để để trao trao đổi đổi với với mọi mọi người người một một tí tí về về cái cái xu xu hướng hướng tiếp tiếp theo theo thôi. thôi. Chứ Chứ cũng cũng không không có có muốn muốn live live nói nói nhiều nhiều về về kiến kiến thức. thức. Ok, Ok, mọi người thế mọi người thế nào nào rồi? rồi? Mọi Mọi người người có có hình hình dung dung hết hết được được về về cái cái kế kế hoạch hoạch không? không? Alo. Ok. Ok thôi nếu vậy Vậy nếu thì như mọi người không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ dừng dừng cái cái buổi buổi live live ngày ngày hôm hôm nay nay nhé. nhé. Cảm Cảm ơn ơn mọi mọi người người đã đã tham tham gia. gia. Hẹn Hẹn gặp gặp mọi mọi người người ở ở video video tiếp tiếp theo theo nhé. nhé. Thank you.